được luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên. Còn bây giờ Vũ Văn Thành sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thành. Văn Thành. Tôi rưng rưng trong niềm vui quá tưng bừng. Bao nhiêu năm trôi qua ao làng Đông Nam Á này, thế nhưng năm nay bao niềm vui đến muôn người, chỉ con tim nhỏ lẻ vui sướng. Cảm ơn hang xeo cho Việt Nam phút huy hoàng. Sang đây không bao lâu ta đổi thay đi rất nhiều, thế nên hôm nay bao người dân khóc vui mừng. Việt Nam ta lọt vào chung kết, vui trong hân hoan không thể nói lên thành câu. Ngay trong cơn mơ ta nào dám mơ vậy đâu. Bao fan thân yêu đang hò hét trong mừng vui, hàng triệu người thành dòng đang xuống phố đông thật đông mừng chiến công đội bóng ta. Khắp nơi âm vang như là đang đón xuân về, U23 thân yêu đang hòa trong tim mỗi người, vẽ nên chân dung anh Việt Nam rất kiên cường, thật hiên ngang vào vòng chung kết. Mắt tôi rưng rưng trong niềm vui quá tưng bừng. Bao nhiêu năm trôi qua ao làng Đông Nam Á này, thế nhưng năm nay bao niềm vui đến muôn người, chỉ con tim nhỏ lẻ vui sướng. Cảm ơn hang xeo cho Việt Nam phút huy hoàng. Sang đây không bao lâu ta đổi thay đi rất nhiều, thế nên hôm nay bao người dân khóc vui mừng. Việt Nam ta lọt vào chung kết, vui trong hân hoan không thể nói lên thành câu. Ngay trong cơn mơ ta nào dám mơ vậy đâu. Bao fan thân yêu đang hò hét trong mừng vui, hàng triệu người thành dòng đang xuống phố đông thật đông mừng chiến công đội bóng ta. Khắp nơi âm vang như là đang đón xuân về, U23 thân yêu đang hòa trong tim mỗi người, vẽ nên chân dung anh Việt Nam rất kiên cường, thật hiên ngang vào vòng chung kết. Hiên ngang vào vòng chung kết, thật hiên ngang vào vòng chung kết, thật hiên ngang vào vòng chung kết. Chiến thắng rền vang vào hiệp hai, bên bạn đã dâng cao tấn công ào ào, mà đội ta kiên cường quyết không cho lưới rung lần nào. Dẫu cho ta nhỏ con nhưng đội mình tràn ngập chí thật cao. Hang xeo ơi hay quá đi thôi, dùng
tức như điên, trọng tài khiến mất oan. Penalty quá đắng cay luôn, rồi phạt sai triền miên. Đã qua đi hiệp hai, hai bên hòa dù ta đã mệt lơ. Hiệp phụ ta ba đều đã luân lưu để phân được bài. Chàng thủ môn bên mình bắt qua hay góp công thật to. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Chiến thắng rền vang vào hiệp hai, bên bạn đã dâng cao tấn công ào ào, mà đội ta kiên cường quyết không cho lưới rung lần nào. Dẫu cho ta nhỏ con nhưng đội mình tràn ngập chí thật cao. Hàng xeo ơi hay quá đi thôi, dùng người chính xác luôn. Làm nên biến cố hôm nay ta thấy tức như điên, trọng tài khiến mất oan. Penalty quá đắng cay luôn, rồi phạt sai triền miên. Đã qua đi hiệp hai, hai bên hòa dù ta đã mệt lơ. Hiệp phụ ta ba đều đã luân lưu để phân được bài. Chàng thủ môn bên mình bắt qua hay góp công thật to. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Khắp nơi dân hò reo khi đội mình làm ý giấc chào thua. Thank you.
vui quá ai ơi khi ta viết nên lịch sử. Nay thì đội nhà được vào sâu đến trong, khắp non sông mừng cứ như mơ hồi. Thế là có ngày vào tứ kết đua tranh, châu Á vang danh khi ta tiến sơ đi về nhà. Cho dù là bao phen đường bóng thốt tim, phía sơ đi thì mãi không thành bàn, phía mình tính thân thì rất chi là cao. Niềm vui vô vàn cho nền bóng đá ta vang rồi khắp châu lục. Cảm ơn đội nhà đã sông pha quả cảm quyết tâm đem vinh quang về nước nhà. Nước Úc thua ta sơ đi phải ca mà cầm hòa, ta thì vào trong cùng người Hàn Quốc